đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tôm mỏ. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Sẽ tiếp tục tìm tôm mỏ với các bạn. Thank you.
Mình làm cái câu là sao nghe con? Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tôm mỏ. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ tiếp tục tôm mỏ. Thank you.
về mình cái tô màu xanh nhé con.